Các bạn thì cuối cùng cũng tìm ra được kho báu rồi bạn, nhưng mà cái kho báu này nó có kho mã này các bạn. Thì giải mã là mình, các bạn cứ dịu giải mã nó, cái kho báu này các bạn phải biết được cổ ngữ Hy Lạp cổ đại. La L A T. Yeah. Đó, mở cửa. Thêm một ải nữa được thông qua mà. Mà mệt mỏi luôn. Mà sau khi mình đã khai thông qua ải của thời gian bạn, tức là thời gian chi môn, thì bây giờ mình sẽ đến một ải tiếp theo. Cái ải này nghe nói, cái vùng đất này nghe nói là vùng đất của tự nhiên ma pháp. Tức là sinh mệnh ma pháp các bạn. Đó. Nhưng mà bây giờ có hai đường, biết đường nào, chắc là đi đường này, đi năm tái nữ hủ. Các bạn thấy cây cối đây không? Đây chính là sản phẩm của tự nhiên ma pháp các bạn. Đó là mình đang đứng vào vùng đất của sinh mệnh. Đó, ở đây có thể có tinh linh tộc của đang chấn giữ nơi đây các bạn. Đó. Đó thì nãy mình cũng quên nói các bạn là mỗi cái cửa nó là một cái hệ của ma pháp, chẳng hạn như là không gian ma pháp, không gian chi môn hồi nãy, hay là thời gian ma pháp, thời gian chi môn hồi nãy mình mới qua các bạn. Thì cái cửa này tiếp theo á, nếu dùng đất sinh mệnh này thì rất có thể nó là sinh mệnh chi môn các bạn. Đó. Đây một cái nhà lá. Ở đây là một cái chỗ. Đây, các bạn thấy những tấm hành phi không? Những tấm hành phi này chính là nơi để mình nghiên cứu. Đây, các bạn thấy, đây có đầu lâu, đủ thứ đó. Thì các bạn biết, sinh mệnh là đối diện với tử vong. Đó. Đây là các bạn dù có bộ xương khô nhưng mà thực hiện sinh mệnh ma pháp đại phục sinh thuật á, là có thể mọc hồi sinh, hồi xương, hồi da luôn các bạn. Nhưng mà bây giờ ở trong đây thì nó có cái quái gì? Cô đẩy lên trên cho em xem phía trên. Mà này đâu có ý nghĩa gì hết. Giờ mình đi trước. Chúng ta lại có một cánh cửa nữa. Đây cánh cửa này là Port de la Vie, sinh mệnh chi môn các bạn. Đó thì hồi nãy là thời gian chi môn, bây giờ là sinh mệnh chi môn các bạn. Đó là một hại của ma pháp, sinh mạng ma pháp các bạn. Pasteur, Louis Pasteur đó, chắc có thể chữ Pasteur với là lời giải, mình không biết được nè, không biết được. Pasteur là một cái ông mà đã từng nghiên cứu sinh mạng ma pháp các bạn, đã chế lại bệnh chó dại á, đó, có người chữa được bệnh chó dại á. Kẻ các bạn. Chữ B nè. Chữ A. Chữ S. Chữ T. Chữ E. Chữ U. Đó, mở cửa luôn. Ghê chưa. Đã khai được sinh mạng chi môn rồi. Tiếp theo đó thì đi đến đâu. Nó cục trời ơi, nó cục quá. Vậy là đường trên cầu kia các bạn. Cuối cùng mình cũng vào được cái chỗ có những tấm hành phi là biết là đến rồi. Cái đường ra nữa bạn. Bó tay luôn. Ok.
Đây một cái cổng chặn lại các bạn. Và làm sao để giải lượt barrage design function. Cái cổng này tên là gì? Cái cổng này tên là rào chắn, rào chắn của những thiên tài. Ghê bạn. Giờ cái code này là không biết, mình đâu có biết code, giờ mình phải suy nghĩ. Những cái hành phi lúc nãy phải suy nghĩ để mà tìm ra cái code bạn. Kinh khí cầu rồi bạn. À, tới máy bay luôn. Dễ chưa? Sau một hồi đi vòng vòng nhìn lại mấy cái hành phi, cuối cùng cũng kiếm ra được là giải mã được rồi bạn. Đó là cái code này nè, chính là cái khinh khí cầu mà hồi nãy cái hình khinh khí cầu nó hiện lên trên tâm hành phi các bạn. Thì khinh khí cầu tiếng Tây nó gọi là Mongolia. Giờ mình phải đánh giờ chữ M, Mong, chữ O, chữ N, N, T, chữ T, chữ G, chữ O. Đó, nó hết luôn, hết nước luôn bạn. Đó. Qua lẽ nó phun ra lại thế mẹ. Đó. Đó, nó phun ra lại bạn, ghê chưa. Đó. Bây giờ mình đã đến được cái chỗ mới này. Các bạn, thì các bạn mới thấy, mình mới cho bạn thấy là có cái một cái cỗ máy nó bay lơ lửng ở trên bầu trời ở chỗ này các bạn. Thì... cái chỗ này á là cái chỗ tưởng niệm về đại khám phá giả Leonardo da Vinci. Giống như Da Vinci Code các bạn. Đó, thì cái cỗ máy đó nó có cái tên nè, tên của cỗ máy ở đây nè bạn. Đây, gọi là Ornitoptera, không thấy ấn luôn, cái tên gì tè, thấy ấn. Thì theo mình á, cái tên này có thể là cái code để mà mở cái cánh cửa tiếp theo bạn. Bởi vậy bây giờ mình sẽ đi thử đi tìm cánh cửa đó mở ra cho các bạn xem ha. Cửa đây các bạn. Đó. Gọi là trí tuệ chi môn các bạn. Vậy thì như mình nói hồi nãy á là cái gì cái code đó chỉ là Orni ốp tè. Ghê bạn, tè luôn. Đó, trí tuệ chi môn đã được khai mở. Bây giờ mình không biết là đi đâu về đâu luôn mà. Bây giờ mở bao nhiêu cổng rồi vẫn còn để đi. Đây rồi. Cột cuối đây. Đây các bạn. Đây. Ấy. Các bạn. Đây. Các bạn. Mình cuối cùng chúng ta đã tìm được kho báu. Đây, một cái rầm không cái rương kho báu. Các bạn. Thì cuối cùng cũng tìm ra được kho báu rồi bạn. Nhưng mà cái kho báu này nó có kho mã nè các bạn. Thì giải mã là mình các bạn cứ dịu giải mã nó cái kho báu này các bạn phải biết được cổ ngữ Hy Lạp cổ đại. Thì rất may mắn là mình biết được bạn, tức là cái chữ này nè, cái chữ nữ bù ca này nè. thì cái đó là cổ ngữ Hy Lạp cổ đại bạn. Thì dịch ra nó gọi là dịch ra thì đó là cái tiếng của ông Archimedes nha. Eureka bạn. Bây giờ mình sẽ đánh Eureka đi mở kho báu nè. Ôi, một đống kho báu rồi, trời. Cái này vàng bạc kim cương đá quý tùm lum luôn. Ngoài ra nó còn có chìa khóa đó. Chìa khóa này sẽ có thể là dẫn đến một cái gì đó rất là quái dị. Nó cũng có thể là dẫn đến đây với là chìa khóa để mà mở ra một cái bí cảnh. Rồi trong đó có thể có được ma pháp bí điển gì đó, ai mà biết được. Đó. Rồi. Bây giờ có được cái chìa khóa này rồi, chúng ta sẽ
tiếp tục đi vào. Lê pin chính xác luôn bạn, ghê chưa? Có dữ. Có dữ. Đó, ma pháp này gọi là ma pháp trận các bạn, thủy hệ ma pháp trận. Ừ, nó tự động nó có lại bạn. Ghê lắm vậy đó. Đến chuẩn bị đến lâu đài các bạn, đó chuẩn bị vào được lâu đài rồi các bạn. Cuối cùng cũng vào được lâu đài rồi bạn, cuối cùng cũng tới lâu đài. Mừng quá, đây là toilet rồi bạn, giờ mình vô thì vô toilet luôn. Giờ review toilet cho các bạn xem rồi. Toilet của lâu đài như thế nào rồi. Này, chỗ này có hai cái lavabo. Đó. Chỗ này mấy cái bồn để đi đái rồi. Không có, không bồn đi đái rồi. Trong đây chính là của tay luôn rồi. Đó. Nghe điện thoại quá. Đây, cho bạn xem. Đó, đầy cổ tiêu luôn rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến vào lâu đài McQueen để mà tham quan. Thì cái này, chỗ này chính là cái mà mấy người chơi game hay biết là tavern các bạn, tức là chỗ mà tủ lâu của thời xưa, giống như người thời xưa. Vô các hiệp sĩ đến để mà ăn uống nhậu nhẹt. Thì bây giờ mình sẽ vào tavern là cho các bạn coi là bên trong là có cái quái gì các bạn. Rồi sau đó sẽ tham quan với lại cái lâu đài. Cái này ở đây là nó cho mình phần thưởng vì mình đã thành công giải quyết được cái mê cung rồi. Giờ mình đang ngồi đây ngắm cảnh uống cà phê các bạn. Tại vì đúng ra là mình uống cà phê ở trong kia, nhưng mà nước Pháp đang thông tỏa, nó không cho uống cà phê ở bên trong, bắt buộc phải ra bên ngoài. Thì giờ bắt ghế đậu rồi bạn. Bắt ghế đậu nè, thấy không? Đó, bắt ghế đậu. Ra bên ngoài ngồi uống cà phê vì cấp cảnh. Thế đằng sau mình là cái khu vườn của lâu đài các bạn. Đó, thì bên chủ lâu đài người ta cho cái sô-cô-la nè, các bạn coi nè. Đây, đây. Sô-cô-la các bạn. Đó, sô-cô-la các bạn thấy không? Không. Đó, sô-cô-la này là chủ lâu đài cho, tại mình đã giải quyết được cái mê cung á. Rồi, đó, thì các bạn thấy đây cũng vui, ngắm vườn ngắm cảnh, vừa uống cà phê vừa ăn sô-cô-la các bạn. Các bạn, thì bây giờ trời mưa quá, mình không có đi tham quan lâu đài được các bạn thông cảm. Thì đó, cái lâu đài là vậy các bạn. Thì chương trình của mình hôm nay là kết thúc tại đây. Rồi các bạn nhớ like, subscribe này nọ, xong rồi mình sẽ làm những video khác khám phá những điều hấp dẫn hay hơn gấp 10 lần các bạn. Thì thôi, bây giờ chương trình kết thúc nha. Rồi hẹn các bạn cho lần du lịch tiếp theo.